Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU chính thức nổ bom tấn kép. MU chốt bán Casemiro cho các đối tác ở Saudi Pro League. Yếu huyệt của Man United trong trận thua siêu cúp Anh. MU chính thức nổ bom tấn kép. Sau thời gian dài đàm phán, MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi hậu vệ của Bayern Munich, Matthijs de Ligt và Nasser Masraoui với tổng phí chuyển nhượng 60 triệu euro. Sau khi cải tổ bộ máy lãnh đạo, MU thực hiện kế hoạch chuyển nhượng bài bản ở mùa hè 2024. Họ sớm giành được chữ ký của hai tài năng trẻ Joshua Zirkzee và Lenny Yoro, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi nhiều mục tiêu khác, bao gồm bộ đôi hậu vệ của Bayern Munich, Matthijs de Ligt và Nasser Masraoui. Kế hoạch của MU chững lại do quá trình bán cầu thủ gặp khó khăn. Ngoài ra, Quỷ Đỏ cũng gặp vấn đề lớn khi các câu lạc bộ khác luôn tìm cách ép giá họ trên bàn đàm phán. Đáng kể nhất là việc Bayern Munich kiên quyết không nhả Matthijs de Ligt và Nasser Masraoui, cho dù họ muốn đẩy cả hai đi trong mùa hè này. Trong bối cảnh đó, MU vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Quỷ Đỏ có phần lợi thế khi sớm đạt được thỏa thuận cá nhân với các cầu thủ. Sau cùng, khi mùa giải mới chỉ còn một tuần là khởi tranh, MU đã tìm được tiếng nói chung với Bayern Munich. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, MU đã thỏa thuận chiêu mộ Matthijs de Ligt và Nasser Masraoui cùng lúc. Cả hai ngôi sao này đang ở London cùng Bayern Munich thi đấu giao hữu với Tottenham. Họ dự kiến không trở lại Đức với đồng đội mà di chuyển luôn đến Manchester để tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với MU. MU sẽ trả 45 triệu euro phí chuyển nhượng kèm 5 triệu phụ phí cho De Ligt, 15 triệu euro kèm 5 triệu cho Masraoui. Giới mộ điệu đánh giá đây là mức giá phù hợp với cả hai cầu thủ này, cho thấy thành công của MU trên bàn đàm phán. Đáng chú ý, De Ligt và Masraoui đều là học trò cũ của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Ajax trước đây. De Ligt rời Ajax đến Juventus vào năm 2019 với giá 75 triệu euro. Đến năm 2022, anh gia nhập Bayern Munich với giá 67 triệu euro. Trung vệ vừa tròn 25 tuổi này được đánh giá rất cao, nhưng các chấn thương ngăn cản anh tỏa sáng trong những năm qua. Trong khi đó, Masraoui cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax, nhưng anh chỉ được huấn luyện viên Erik ten Hag đưa lên đội 1 vào năm 2018. Hậu vệ cánh phải người Morocco chuyển đến Bayern Munich cùng thời điểm với De Ligt, nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn ở Đức vì chấn thương. MU chốt bán Casemiro cho các đối tác ở Saudi Pro League. Theo nhà báo Rudy Galletti, MU chỉ chấp nhận bán tiền vệ Casemiro cho các câu lạc bộ ở Saudi Pro League nếu nhận được 30-35 triệu euro. Nhưng với những gì Casemiro đã và đang thể hiện ở những trận vừa qua, hơi khó để MU được như ý. Mùa giải vừa qua, Casemiro không có phong độ tốt dù nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Khi câu lạc bộ gặp khó khăn, Casemiro được Ten Hag tin tưởng nhờ đá trung vệ, nhưng anh không hoàn thành nhiệm vụ. Casemiro đã đá chính và đeo băng đội trưởng của Man United trong cả 5 trận giao hữu trước mùa giải 2024-25 của họ. Nhưng sẽ là khôn ngoan nếu để anh trên băng ghế dự bị trong trận tranh siêu cúp Anh với Man City tại Wembley sắp tới. Trận giao hữu thua 0-3 trước Liverpool mới đây cho thấy, tiền vệ người Brazil đã sa sút đến mức báo động. Chỉ 10 phút sau khi trận đấu tại sân vận động William Bryce ở Nam Carolina diễn ra, Liverpool đã có bàn mở tỷ số nhờ sai lầm khó tin của Casemiro. Sau De Gea và Varane ra đi, Casemiro là một trong những người nhận lương cao nhất ở MU. Tuy nhiên, rõ ràng những đóng góp của anh là chưa tương xứng. Đã có những thông tin cho rằng MU sẵn sàng bán cựu sao Real Madrid ở hè 2024, qua đó thu về một khoản tiền để đầu tư vào những thương vụ mới. Các câu lạc bộ ở Saudi Pro League được cho là quan tâm đến cầu thủ sinh năm 1992. Mới nhất, nhà báo Rudy Galletti đã cập nhật tương lai Casemiro như sau. Casemiro hiện vẫn là mục tiêu chủ chốt của Saudi Pro League và cậu ấy cũng sẵn sàng đến đó. Tuy nhiên, MU chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Trong vài tuần qua, người đại diện của Casemiro đã gặp gỡ các đại diện của các câu lạc bộ Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly và Al Qadisiyah. Hiện tại, chỉ có Al Ahly và Al Qadisiyah có vẻ nghiêm túc nhưng chưa có động thái cụ thể nào được thực hiện. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến chiến lược chuyển nhượng của MU cũng như khả năng ký hợp đồng với Andrea Rabiot. Theo tôi được biết, Rabiot yêu cầu lương cao bởi cậu ấy đang là cầu thủ tự do và MU chỉ ký hợp đồng với cậu ấy nếu bán Casemiro. MU muốn khoảng 30-35 triệu euro khi bán Casemiro. Tôi nghĩ sẽ sớm có những cuộc liên hệ tiếp theo giữa MU, đại diện của Casemiro với Al Ahly và Al Qadisiyah về khả năng chuyển nhượng. Yếu huyệt của Man United trong trận thua siêu cúp Anh. Siêu cúp Anh không diễn ra như mong đợi cho Manchester United khi họ chịu thất bại sát nút trên loạt sút luân lưu may rủi bởi đối thủ cùng thành phố Manchester City vào đêm 10 tháng 8. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng Man City đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 7-6 với Jadon Sancho và Jonny Evans bỏ lỡ những cú sút quan trọng. Sau trận đấu, huyền thoại Roy Keane của Man United đã phân tích màn trình diễn của đội bóng cũ và chỉ ra một vấn đề mà huấn luyện viên Erik ten Hag cần phải giải quyết. Dù thua trận, Quỷ Đỏ chắc chắn là đội có nhiều cơ hội hơn, đặc biệt trong hiệp 2, nơi họ liên tục khai thác hàng phòng ngự của Man City qua những pha phản công. MU đã được đền đáp khi Alexandro Garnacho ghi bàn ở phút 82, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã gỡ hòa bằng cú đánh đầu của Bernardo Silva ở phút 89.
ngay trước khi hết thời gian thi đấu chính thức. Loạt sút luân lưu đi theo hướng không ai ngờ khi Man City bị dẫn trước 3-1, nhưng sau đó thủ môn Ederson đã cản phá thành công cú sút của Sancho và Evans đã sút hỏng, dẫn đến chiến thắng 7-6 cho đội nhà. Nói trên ITV, Roy Keane khen ngợi màn trình diễn của Man United trong trận siêu cúp Anh, nhưng lưu ý rằng vấn đề chấn thương có thể là một trở ngại lớn trong mùa giải này. Trước đó, huấn luyện viên Erik ten Hag đã không có tân binh Lenny Yoro trong 3 tháng, trong khi cả Victor Lindelof và Luke Shaw đều không thể góp mặt trong trận tranh siêu cúp. Đội hình của Manchester United khá mạnh, nhưng vấn đề là họ hay gặp phải nhiều chấn thương. Nếu giữ được các cầu thủ khỏe mạnh thì tôi khá lạc quan về khởi đầu mùa giải. Huấn luyện viên Erik ten Hag có thể lạc quan dựa trên màn trình diễn này. Họ chỉ kém đối thủ là chưa đủ mạnh ở cuối trận. Man United cần thêm sự vững vàng để tránh những bàn thua muộn như trận siêu cúp Anh. Kể nhận định, hiện tại Man United đang chuẩn bị bổ sung lực lượng ở hàng phòng ngự với thông tin bộ đôi Matthijs de Ligt và Nasser Masraoui của Bayern Munich đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ. Trong khi đó, huấn luyện viên ten Hag hài lòng với màn trình diễn của học trò trong trận siêu cúp Anh, nhưng thừa nhận rằng thất bại là một cú giáng mạnh, nhất là trao cho đối thủ không đội trời chung Man City trước vô địch. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hà Lan tin rằng màn trình diễn này đã chứng minh đội bóng của ông có thể cạnh tranh với các đội hàng đầu trong cuộc đua giành chức vô địch. Ông thầy người Hà Lan chia sẻ: "Chúng tôi có màn trình diễn đúng đắn khi có bàn thắng dẫn trước trong trận đấu và chúng tôi thua đúng. Nó khiến mọi người đều cảm thấy thất vọng, đau ở trong bụng, nhưng các cầu thủ phải chấp nhận điều này. Chúng tôi phải biết đau đớn, phải cảm nhận nỗi đau ngay bây giờ bởi nó sẽ mang lại động lực để làm tốt hơn. Chúng tôi có thể rút ra những điều tích cực từ điều này, rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với Manchester City và phải mang niềm tin này vào trận đấu tiếp theo." Quỷ đỏ sẽ gặp Fulham trong trận mở màn ngoại hạng Anh vào ngày 16 tháng 8 trước khi hành quân đến miền Nam để đối đầu với Brighton và Hove Albion vào ngày 24 tháng 8.